Làm vệ sinh cho tủ lạnh, nhất định phải biết điều này, nếu không là bạn đang tự hại cả gia đình. Sau một thời gian sử dụng, nếu bạn không biết cách chăm sóc bảo dưỡng tủ lạnh thường xuyên, thì tủ lạnh sẽ bị ám các mùi khó chịu do thực phẩm gây ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới thực phẩm được bảo quản bên trong. Nhưng khi vệ sinh tủ lạnh mà không đúng cách, cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình. Các bạn nhớ chú ý. Đừng bao giờ dùng nước nóng. Sử dụng nước nóng để làm sạch tủ lạnh là sai lầm bạn nên tránh. Bạn nghĩ nước nóng sẽ giúp tủ sạch, sáng bóng hơn. Ngược lại, cách làm này sẽ khiến tủ dễ bị nứt vỡ, các ngăn kệ bị biến dạng, tủ lạnh sẽ không mới, dễ bị bong tróc bên trong và ảnh hưởng đến khí lạnh của tủ lạnh. Bạn nên chùi rửa ngăn kéo, kệ đựng bằng tay, không đặt trong máy rửa chén, dùng xà phòng và múc xốp để tạo bột, vệ sinh nhẹ nhàng. Tuyệt đối không sử dụng nước nóng để tránh sự thay đổi nhiệt đột ngột làm nước bề mặt. Không được dùng chất tẩy rửa mạnh. Sử dụng chất tẩy rửa mạnh như thuốc tẩy, hóa chất, xăng, dầu, v.v. hai bàn chải để vệ sinh tủ có thể dễ làm phai, xước màu sơn tủ lạnh và khiến nhiều khí độc tràn vào tủ. Nhiều người suy nghĩ dùng chất tẩy mạnh giúp đánh bật vết bẩn nhanh hơn, sạch lâu. Tuy nhiên, đây là một cách nghĩ hoàn toàn sai lầm khi bạn vệ sinh tủ lạnh bằng các chất độc hại. Thực phẩm như rau, củ, thịt sẽ bị nhiễm khuẩn, những chất này còn sót lại trong tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn nên lau chùi bên trong tủ lạnh bằng múc xốp. Nếu không muốn dùng xà phòng hoặc ghét mùi của các chất tẩy rửa hóa học, bạn có thể chọn giải pháp tự nhiên. Các bước vệ sinh tủ lạnh đúng cách, an toàn. Bước 1. Bỏ tất cả các kệ đựng, các khay trong tủ lạnh, tủ làm đá ra bên ngoài. Sau đó dùng miếng giấy sạch giặt ẩm rồi đem lau, cọ rửa sạch sẽ các khay nhựa vừa bỏ ra ngoài rồi phơi ra nơi thoáng mát. Tránh phơi trực tiếp ra nắng sẽ gây giòn, vỡ hạt nước khay. Bước 2. Dùng giấy khô lau sạch sẽ bên trong tủ lạnh. Chú ý các phần bên dưới tủ lạnh thường bẩn hơn các vị trí khác, vì thế bạn cần lưu ý lau kỹ hơn. Không nên vệ sinh tủ lạnh bằng giấy ướt, vì việc đó sẽ làm các vết bẩn lan ra nhiều hơn. Bước 3. Bạn sử dụng giấm trắng để làm sạch bên trong tủ một lần nữa bằng cách cho giấm trắng vào bình xịt, sau đó xịt xung quanh vào bên trong tủ, cửa tủ lạnh. Tiếp theo dùng giấy mềm lau sạch tổng thể tất cả bên trong tủ, kể cả bên ngoài tủ lạnh, bạn cũng sử dụng giấm trắng để làm sạch tủ lạnh nhé. Vì giấm trắng có nồng độ axit, có tác dụng diệt khuẩn, nấm mốc rất tốt và bay mùi nhanh mà cũng không có độc hại gì. Nên khi bạn thực hiện các bước vệ sinh tủ lạnh đúng cách bằng giấm, sẽ không cần phải vệ sinh lại sau khi làm sạch nhé. Bước 4. Đem các kệ nhựa trong tủ lạnh đã được phơi khô lắp lại vào như cũ, sau đó xếp thức ăn, các thực phẩm cần được bảo quản trong tủ lạnh. Để tủ lạnh tránh được mùi hôi, bạn nên để một hộp muối đã mở nắp hoặc một nửa quả chanh tươi vào trong tủ lạnh. Việc này sẽ giúp khử mùi tủ lạnh rất hiệu quả, lại thêm hơn nữa. Đây mới là cách vệ sinh tủ lạnh đúng cách bạn nên thực hiện. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh tiểu đường không còn ghé thăm nhờ một quả trứng luộc. Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc. Thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày tác động rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, đáng báo động là cơ thể hấp thụ không chỉ giới hạn trong đường ăn uống. Chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại và ô nhiễm. Vì thế, cơ thể vẫn có thể nhiễm các hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Sự hiện diện của các hóa chất, ô nhiễm, thực phẩm không lành mạnh đều có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể, như giảm hoặc tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Trong khi đó, sự biến động của mức độ đường huyết lại tác động đáng kể đến toàn bộ sức khỏe con người. Đáng lo ngại là những thay đổi này có thể trở thành sát thủ thầm lặng
gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, điển hình là bệnh tiểu đường. Hầu hết chúng ta đều hiểu, tiểu đường là một căn bệnh diễn biến âm thầm, nhưng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó phổ biến là biến chứng trên thận, tim mạch, mắt và mạch máu chi. Nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, đó là bài thuốc từ quả trứng luộc và giấm. Thức uống trứng giấm, vốn nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Còn với các Sumura Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ được nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thực hiện: bước 1, bạn luộc một quả trứng vào buổi chiều. Bước 2, bóc vỏ và dùng kim chọc một vài lỗ trên quả trứng. Bước 3, tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc giấm táo, đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Bước 4, buổi sáng sau khi ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng đó cùng với một cốc nước ấm. Liệu trình: bạn nên thực hiện liệu trình trong 15 đến 20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Tác dụng của giấm và trứng trong việc kiểm soát đường huyết. Theo trang Jupiter của Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên về bệnh tiểu đường, kết luận giấm là gia vị có tác dụng giảm đường huyết và tăng insulin, cũng như tăng cảm giác no sau một bữa ăn quá nhiều tinh bột. Phát hiện này đặc biệt hữu ích với những người bị tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường. Theo đó, để kiểm soát chỉ số đường huyết, tốt nhất bạn nên uống một chút giấm và nước trước bữa ăn. Còn năm 2015, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Đông Phần Lan đã kiểm tra thói quen ăn uống của 2.332 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những người ăn 4 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn 37% so với những người đàn ông chỉ ăn 1 quả trứng mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm nhiễm. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo Phì Quốc tế nhận định, những người béo phì hàng ngày ăn 2 quả trứng cho bữa sáng đã giảm cân nhanh hơn 65% so với những người có bữa sáng tương tự nhưng không ăn trứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, bởi vì ăn trứng ngăn ngừa những thay đổi lớn và không thể kiểm soát được trong nồng độ đường huyết, từ đó sẽ kiểm soát sự thèm ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cẩn thận khi dùng khẩu trang y tế, chúng có thể hủy hoại khuôn mặt bạn. Những chiếc khẩu trang y tế siêu rẻ trên thị trường hiện nay dù ghi nhãn mác nước ngoài nhưng đều xuất xứ từ các xưởng gia công không qua kiểm định chất lượng. Khẩu trang y tế dường như đã trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người mỗi khi ra khỏi đường. Có thể dùng để che bụi, che nắng hoặc ngăn những mùi khó chịu. Nhất là những chiếc khẩu trang y tế dùng một lần thì càng được ưa thích vì chúng có thể dùng một lần rồi vứt mà không cần phải giặt. Hiện nay, những chiếc khẩu trang này được bán trôi nổi trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau từ 25 đến 15 nghìn đồng một hộp 50 chiếc. Nhiều hàng rong ven đường cũng đã chuyển ra kinh doanh mặt hàng này. Theo điều ghi trên hộp thì hầu hết các khẩu trang đều ghi xuất xứ là Made in Việt Nam hoặc Malaysia. Với nhiều mức giá như vậy thì chủ cũng đã bật mí rằng hàng 40.000 đồng dùng tốt hơn, còn những hàng từ 15 đến 25.000 đồng thì là hàng sản xuất tại Trung Quốc và không đảm bảo về chất lượng. Đầu mối nhập về chỉ biết mua lại và bán. Thông qua phát hiện khẩu trang 3 lớp lọc, 90% chất bẩn và khí độc hại, nhưng không có ngày sản xuất cũng như số lô hay cơ sở sản xuất. Nhiều người đã tin rằng có thêm lớp than hoạt tính giúp tăng tính năng lọc bụi với giá 50.000 đồng. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng trăm nghìn để mua vài hộp về bán và dùng dần. Một trình dược viên cho biết, khẩu trang được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản về thật sẽ được dệt bằng 3 lớp vải và được tiệt trùng kỹ càng. Nhưng khẩu trang giá rẻ trên thị trường hiện nay dù ghi nhãn mác nước ngoài nhưng đều là xuất xứ từ các xưởng gia công không qua kiểm định chất lượng, trà trộn vào thị trường. Chị Hà, 31 tuổi,
nhân viên say tại một công ty ở Hà Nội, chia sẻ: từ khi sót loại khẩu trang dùng một lần giống như các sao Hàn Quốc đang dùng, mình cũng mang hộp khẩu trang y tế mua ở Phạm Văn Đồng về dùng thử. Ban đầu cũng tự tin lắm vì chị bác hàng nói là hàng Nhật nên an toàn về chất lượng. Nhưng khi kiểm tra thì thật sự rất sốc, bên trong là một lớp giấy vệ sinh mỏng. Điều chị Hà bức xúc hơn là trong thời gian dùng, mặt chị xuất hiện nốt ngứa và mụn. Không chỉ bán trôi nổi ở các ven đường vỉa hè, những loại sản phẩm giá rẻ này còn được bán online tràn lan trên các trang mạng điện tử. Thông qua về loại khẩu trang này càng trở nên rầm rộ hơn khi một bạn trẻ đăng trên trang cá nhân của mình tấm ảnh gương mặt bị nổi mụn rất nhiều, có chỗ còn lở lét khi sử dụng. Hình ảnh này ngay lập tức được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ và bày tỏ sự e ngại đáng kể. Bác sĩ Lê Huỳnh Mai, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, hầu hết các loại khẩu trang bán ở vỉa hè được may từ chất liệu trôi nổi, chưa qua khâu xử lý vô trùng, có thể chứa cả ổ vi khuẩn trên đó, nặng hơn có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bác sĩ Mai lưu ý, khẩu trang than hoạt tính có mùi hôi là do cơ sở sản xuất sử dụng keo để phun cố định các hạt than hoạt tính. Chính những hạt keo khi bao quanh các hạt than sẽ làm lớp than mất tác dụng. Còn khẩu trang diệt khuẩn có nhiều kích cỡ khác nhau, ôm gọn được vùng mũi miệng, ngăn được các tác nhân gây bệnh có kích cỡ từ 1 đến 10 dm. Loại này được nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân sử dụng, chỉ dùng một lần và tiêu hủy theo chế độ rác thải y tế độc hại. Để tránh loại khẩu trang kém chất lượng gây dị ứng da, các trình dược viên tại một số nhà thuốc Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua hàng vì sự an toàn cho chính mình. Đừng vì ham rẻ mua khẩu trang tiền nghìn rồi mất tiền triệu cũng không chữa hết bệnh. Nên mua khẩu trang y tế ở các cơ sở y tế chất lượng, không nên mua trên các trang shop online không có chất lượng đảm bảo. Cách nhận biết khẩu trang thật là phần giấy than sẽ dai và không thấm nước, vò mạnh không rách. Cách chọn khẩu trang y tế, nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt bởi thực chất chúng ta cũng không phải là dân trong nghề. Thế nhưng chỉ cần ngâm vào nước thì thật giả sẽ hiện rõ ngay trước mắt. Cụ thể là khẩu trang thật sẽ không bị thấm nước, khẩu trang giả sẽ bị ngấm nước và ướt ngay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội,
là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về, rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn, trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, thì từ ngày thứ 7 trở đi, sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản, chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công
và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.